Hello, xin chào tất cả quý cô chú anh chị nhà đầu tư. Chúng ta đã cùng trải qua một tuần khá là bận rộn phải không nào? Thì trong video ngày hôm nay, như thường lệ, em Bun sẽ lên một video khuyến nghị cổ phiếu cũng như là phân tích một số các cái cổ phiếu tiềm năng trong tuần tới. Làm sao đó để giúp cho quý cô chú anh chị có được cái sự chuẩn bị tốt nhất trong một tuần giao dịch quý anh chị nhá. Thì rất mong xin nhận được sự ủng hộ cũng như là những cái trái tim màu tím của cả nhà ở phía dưới phần bình luận. Và cái nhóm cổ phiếu mà em phân tích ngày hôm nay đó chính là nhóm chứng khoán mọi người nhá, bao gồm ba cổ phiếu chính đó chính là FTS, MBS và VBS, BVS quý anh chị Bảo Việt đó. Thì với ba cổ phiếu chứng khoán này thì em sẽ cùng mọi người, đầu tiên em sẽ đi phân tích về tổng quát chung của nhóm ngành. Thứ hai em sẽ đề cập đến riêng lẻ về đồ thị kỹ thuật từng mã cổ phiếu, và tất nhiên em sẽ có những cái nốt và những cái lưu ý cho cả nhà, và sẽ có những cái khuyến nghị để giúp chúng ta có được một cái góc nhìn và những cái điểm mua điểm bán làm sao cho hợp lý nhất mọi người nhá. Thì để có thể là có được những cái góc nhìn tốt hơn cũng như là để em muốn ngày càng có thể cải thiện chất lượng video cũng như là cái chất lượng khuyến nghị của mình, thì rất mong quý cô chú anh chị có thể là đóng góp ý kiến cũng như là mọi người có thể là comment ở phía bên dưới phần bình luận để em có thể là có thêm những cái góc nhìn và có những cái tương tác với cả nhà mọi người nhá. Rồi thì nếu như quý anh chị mà có cần tư vấn riêng hay cần trao đổi với em Bùn thì mọi người có thể là liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại đó chính là 0888 381802. Ngoài ra quý anh chị có thể là quét mã Zalo ngay trên ngón tay của em Bùn đây để tham gia vào Zoom Zalo cộng đồng. Ở đó thì sẽ có cá nhân em cùng các anh em ITB khác sẽ hỗ trợ cho cả nhà làm sao để mọi người luôn luôn có nơi để chúng ta có thể là tham khảo cũng như là có được cái góc nhìn khách quan từ thị trường. Rồi, để không làm mất thời gian của mọi người nữa, em xin phép đi vào phân tích luôn về tổng quát nhóm ngành chứng khoán cho ngày hôm nay mọi người nhé. Rồi, thì đây để có thể là phân tích tổng quát về nhóm ngành chứng khoán thì em sẽ mở cái phần đây. Ok quý anh chị, thì em sẽ gọi là, thực ra thì em sẽ nói chung thôi nhá, nói chung ở cái phần nhóm ngành chứng khoán thôi. Ví dụ em mà đây, trước khi nói thì bây giờ em sẽ phải có cái nốt cho cả nhà đúng không? Em phải có cái nốt cho cả nhà. Thì đây thì em sẽ chuyển sang cái phần Ami Broker nhé. Chuyển sang Ami Broker để chúng ta nhìn cho nó rõ hơn. Đây chính là đồ thị Ami Broker quý anh chị. Thì ở đây chúng ta có một nhóm ngành, đó là nhóm ngành chứng khoán. Thì để phân tích chung với nhóm ngành này thì em sẽ có những cái nhận định sau này. Thứ nhất, quý anh chị, em sẽ đi phân tích từ khung đồ thị dài trước, sau đó sẽ chuyển đến các cái khung ngắn ngắn sau nha mọi người. Thì ở cái khung dài nhất chúng ta có là khung tháng. Thì ở trên đồ thị khung tháng thì chúng ta có là nhóm chứng khoán đang trong một cái xu hướng giảm quý anh chị, gọi là đảo trên đấy, đang trong một cái xu hướng đảo trên. Ở ngoài giá nữa thì cái trạng thái của nhóm chứng khoán đang là trạng thái tích lũy. Thì đối với cái đồ thị tuần này thì em chưa thấy bất kỳ một cái sự tích cực nào. Đồ thị tháng này thì em chưa thấy bất kỳ một cái sự tích cực nào đó, có nghĩa là về mặt dài hạn quý chị, 6 tháng đến 1 năm thì có vẻ như là nhóm chứng khoán này chưa có mấy sự tích cực, và nó chỉ tích cực khi nào nó vượt qua hai cái cây dao găm em đang di chuột ở đây ha. Tiếp theo nữa, ở chế độ thị tuần là về cái góc nhìn trung hạn thì em thấy thế nào. Thì đối với góc nhìn trung hạn thì em đang thấy rất đẹp. Trung hạn có nghĩa là trong 3 tháng tới cho đến 6 tháng tới. Từ 1 đến 6 tháng thì em coi nó là trung hạn cũng được mọi người nhá. Đó thì ở cái mặt trung hạn này thì em lại đang thấy rất tốt nhé. Khi mà chúng ta đang có một cái khách sạn mở ra vào tuần sau đối với nhóm chứng khoán, kéo về hiện tại là tổng quát nhóm ngành chứng khoán đang ở 444.7 điểm. Thì sáng tuần sau có một cái khách sạn kéo nó về 471 điểm. Tương ứng với sẽ tăng khoảng 30 điểm cơ bản về nhóm ngành, gần 10% quý chị. Thì nếu như nhóm anh chung mà tăng gần 10% nhá thì các cổ phiếu mạnh trong nhóm chứng khoán nó có thể có cái biên tăng từ 15 cho đến 20%.
Đó, mọi người lưu ý, các cổ phiếu chứng khoán mạnh thì có thể sẽ có biến tăng từ 10 cho đến 15, thậm chí là 20% đối với cổ mạnh nhất. Còn đối với các cái cổ yếu thì nó chỉ có thể tăng 3, 4%, 5%, thậm chí còn có những cổ phiếu còn quay đầu giảm. Đó thì cái này mọi người lưu ý. Thứ hai nữa là trong cái nến tuần vừa rồi, nó lại kết nến quá đẹp khi mà có một cái pha rút chân đóng nến trên giao găm ở vùng 443. À, đây là một cái tín hiệu cho thấy tích cực, cho thấy chúng ta thấy là đang có một cái lực đỡ ở đây và nhóm chứng khoán đã có lực cầu vào rồi. Đó. Thứ nhất, khung dài hạn thì chưa có gì, nhưng khung trung hạn thì đang rất đẹp khi mà có lực cầu và có cái lực đẩy giá lên vào tuần sau, quý chị. Nhá. Chúng ta vừa có lực đỡ, vừa có lực đẩy giá lên vào tuần sau thì về cái góc nhìn trung hạn là em thấy rất ổn nhá. À, và còn về cái góc nhìn ngắn hạn thì sao? Về cái góc nhìn ngắn hạn thì chúng ta có thể nốt được ở đây, đó chính là gì? À, sáng tuần, Cúc sẽ mở khách sạn trên khung đô thị ngày, quý anh chị. Nhóm chứng khoán sẽ mở khách sạn trên khung đô thị ngày vào ngày 18 hay 19, nó cũng là cái thời điểm vô cùng là quan trọng, quý anh chị. À, đây là cái thời điểm mà chúng ta có phép họp lãi suất, họp để đưa ra cái quyết định là xem là hạ bao nhiêu phần trăm, có thể là 0,25, có thể là 0,5. Thì đối với cái điều này nó tác động đến như thế nào đến thị trường chứng khoán thì em sẽ phân tích cho cả nhà trong cái phiên live stream buổi tối ngày hôm nay lúc 8 rưỡi, quý chị nhá. Em sẽ có một cái phiên live stream để nhận định thị trường tuần tới, cũng như là sẽ bình luận về cái việc là Fed hạ lãi suất ra sao và ảnh hưởng như thế nào trong tuần tới mọi người nhá, tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Nói chung em đã có sự chuẩn bị rồi, thì mong cả nhà có thể là cùng em theo dõi trong 8 rưỡi ngày hôm nay nhá, cũng trên kênh Ichimoku Việt Nam ha. Rồi thì về cái mặt đô thị ngày, chúng ta có khách sạn quý anh chị, thì coi như là vào ngày 18 tuần tới thì cái khách sạn mở ra trên cả khung daily lẫn khung weekly. Và nếu như trong tuần tới này, cái ngày 18 19 nó không phải là đáo hạn phái sinh, nó không phải là Fed hạ lãi suất, thì em chắc chắn luôn là nó sẽ tăng 100% quý anh chị. Khi mà chúng ta có khách sạn đa khung, có khách sạn đa khung rồi, có hỗ trợ đỡ bên dưới rồi, thì cái việc cổ phiếu tăng giá nó hoàn toàn là bình thường. Đó, nhưng tuần tới thì mọi người nên nhớ này, chúng ta có những sự kiện rất là đột biến. Thứ nhất, đó là phép họp lãi suất đáo hạn phái sinh. Tuần tuần tới này cũng là tuần quỹ cơ cấu, quý chị nha, cũng là tuần quỹ cơ cấu. À, lại còn là các cái cuộc họp của các cái ngân hàng lớn trên thế giới như BOJ cũng họp vào ngày thứ sáu, quý anh chị. À, quá nhiều sự kiện quan trọng trong tuần, thì mọi người lưu ý nhé. À, thì đối với khung ngày thế này thì em chưa dám chắc là nó tăng 100%, nhưng ở trước cái kịch bản hiện tại thì em cũng kỳ vọng đâu đó cái khả năng tăng giá của nhóm ngành chứng khoán nó sẽ rơi vào khoảng 70%, quý anh chị, 70% nhé. À, thì có thể là trong ngày thứ hai với thứ ba, nhóm chứng khoán có thể đi tích lũy, và chắc là em nghĩ là chỉ đi tích lũy thứ hai thôi, thứ ba là nhiều khả năng sẽ có lực cầu kéo lên rồi. Vì quý chị nhìn thấy này, cái dòng tiền nóng ở trong nhóm chứng khoán nó đang rất là cao nhá. Cái dòng tiền nóng ở trong nhóm chứng khoán đang rất cao, có nghĩa là cái dòng tiền mà muốn đầu cơ, muốn trading cổ phiếu nó đang rất là mạnh, quý chị. Cái dòng tiền đang muốn trading cổ phiếu nó rất là mạnh, nó áp đảo hoàn toàn cái dòng tiền đầu tư. Cái dòng tiền màu xanh này, như quý chị em hay thể hiện ở quý chị này, trong cái video buổi sáng ngày hôm nay em có phân tích về cái chỉ số MACD này nhá. Đó thì hiện tại là cái dòng tiền nóng của nhóm chứng khoán là nó đang áp đảo, thì cho thấy là cái xu hướng đầu tư nhóm chứng khoán của chúng ta nó sẽ không lâu, nó chỉ là một cái nhịp đánh ngắn hạn quý anh chị, thậm chí là nếu tốt thì cũng chỉ được khoảng 1 tháng cho đến 2 tháng thôi. Thế nhưng mà để nhìn cho một cái góc nhìn trong khoảng 3 4 tháng tới thì em thấy là nó cần phải thể hiện thêm nhá. Ví dụ như chọn đồ thị tuần ở đây, quý chị thấy đồ thị tuần cũng bắt đầu là cái lực mua đầu tư trung hạn nó cũng ít đi rồi, nó cũng yếu đi, thì bây giờ chỉ còn cái lực cầu đầu tư ngắn hạn, đầu cơ ngắn hạn quý chị. Thì đầu cơ ngắn hạn mọi người nên nhớ nhé, cái việc đầu cơ ngắn hạn nó có thể tăng giá rất bất ngờ, và nó có thể tăng giá rất sốc, và nó tập trung vào các cổ phiếu mạnh. Vậy nên là trong tuần tới em nhắm quý chị đó chính là ba cổ phiếu mạnh của nhóm ngành chứng khoán. Em không có chọn con mạnh nhất, em chọn con mạnh thứ hai để cho quý chị dễ dàng có điểm mua và chúng ta có niềm tin và nó thật sự tăng giá. Còn tí nữa em cũng sẽ đảo qua một số các cái mã khác ngoài cái ba nhóm mà em khuyến nghị, ba cổ phiếu em khuyến nghị nhá. Đó thì đó là về nhóm ngành chung, thì mọi người nốt lại cho em đúng bài ý chính này, đúng bài ý chính mọi người có thể viết ra giấy hoặc là mọi người nhớ giúp em. Thứ nhất, ngắn hạn cơ hội rất lớn ở nhóm ngành chứng khoán, trung hạn thì cơ hội nó thấp hơn một chút, nhưng về cái mặt trung hạn thì quý chị chỉ nhắm cho em là khoảng từ 1 cho đến 3 tháng thôi nhá.
để cầm 6 tháng thì em thấy là nó vẫn chưa quá tiềm năng và chưa thấy có những cái sự đột phá thêm. Cái này để trung hạn thì em vẫn cần phải theo dõi và cập nhật thông tin hàng tuần. Còn trước mắt với cái thông tin em thấy nhận được ở đây thì cơ hội ngắn hạn cho nhóm chứng khoán là rất lớn. Ít nhất quý anh chị cũng có thể tham gia những cái điều T cộng có lợi nhuận từ khoảng 10 cho đến 15% mọi người nhá. Rồi thì đó là về nhóm chứng khoán. Về dài hạn thì em thấy là chưa có gì, dài hạn chưa nên đầu tư. Quý anh chị nào mà đánh dài hạn thì có thể là tránh xa nhóm chứng khoán một thời gian nhá. Có thể tránh nhóm chứng khoán ra một thời gian, chúng ta tập trung vào các nhóm ngành khác. Còn nhóm anh ơi, quý anh chị nhìn này, dòng tiền đầu cơ đáng nhiều thế này thì quý anh chị vào dài hạn nó không phải là một chiến lược hợp lý đâu nhá. Nhớ giúp em điều đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích các cái cổ phiếu chính trong nhóm ngành nhá. Đảo quá nhanh thôi, nó sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của quý anh chị đâu. Thứ nhất là cổ phiếu em khuyến nghị, đó là FTS. FTS thì em thấy là rất ổn nhá. Trạng thái của cổ phiếu này đang tích lũy trên giao găm. Tích lũy trên giao găm và cái khoảng thời gian tích lũy của nó là 3 tuần. Thứ hai nữa là gì? Cổ phiếu này đang trong cái xu hướng là uptrend đa khung. Có nghĩa là nó mạnh hơn nhóm anh chúng quý chị nhá. Nó mạnh nhiều hơn nhóm anh chúng, và nếu như trong thứ hai hoặc thứ ba tuần sau, thậm chí là thứ tư thì mà có khách sạn của thị trường chung, mà còn FTS này nó vượt được giá là 44.6. Vượt giá 44.6, thậm chí là lên được 44.9 thì nó sẽ là một cái trạng thái tăng rất tốt và là một chiến lược mua cực kỳ là hợp lý của Ichimoku, đó chính là chiến lược vượt mây quý anh chị. Đó. Thế nên là mọi người lưu ý nhá. Chúng ta sẽ có thể là sẽ xảy ra chiến lược vượt mây trong thứ ba, thứ tư tuần tới. Khi mà FTS nó vượt giá 44.6 và nếu như nó vượt được cả 44.9 nữa thì khi đó là hợp bích phi tiền. Quý anh chị, đó là hợp bích phi tiền. Nhà là chắc chắn luôn là nó sẽ công phá lại vùng giá 50. Nên là cả nhà lưu ý. Tất nhiên là còn FTS này nó lên đến đây thì có một cái đó là biến độ tăng của nó không cao. Yeah. Ví dụ 44 thì cũng chỉ lên đến 48, thậm chí là 50 là hết cỡ rồi. Em nghĩ là chắc chỉ quanh 48 là lực bán nó sẽ rất là mạnh. Và có thể là lên đến đó nó sẽ hình thành cái mô hình đảo chiều trên cái khung ngày, trên cái khung tuần quý vị. Nên là mọi người lưu ý nhá. Em nghĩ là nó vẫn sẽ còn một cái pha kéo lên vào tuần sau. Sau đó nó mới sụt giảm quý chị. Và nếu như tuần sau mà nó có mất đi cái móc quý chị, tuần sau mà có mất đi cái móc là 41.25 thì cả nhà phải lưu ý hạ tỷ trọng quyết liệt nếu như quý chị đang cầm ha. Cái này là trường hợp xấu thôi. Có nghĩa là đóng nến tuần quý chị, phải đóng nến tuần chứ không phải đóng nến ngày, đóng nến tuần kết tuần này, dưới 41.25 thì chúng ta mới cần phải xử lý ha. Rồi thì đó là về nhóm chứng khoán. Ngoài ra thì những cái còn như FTS này mọi người nhớ này, trong khoảng 3 tuần nữa nhá, có nghĩa là khoảng đến tuần đầu tiên của tháng 10, tuần thứ hai của tháng 10 nhá, là nó sẽ có khách sạn. Vậy nên là em mới báo mọi người là gì, cái nhóm chứng khoán này là chúng ta chỉ tập trung đầu cơ nhé, người đầu tư mà là đầu cơ trong ngắn hạn là khoảng 1 tháng thôi, sẽ là khoảng thời gian hợp lý nhất cho tất cả quý anh chị nhá. Em chắc chắn luôn là không ai phân tích kỹ cái vấn đề này đâu. Em không dám nói là nhóm chứng khoán nó sẽ vào sóng tăng hay nó rất sóng tăng trong thời gian tới, vì mọi người nhớ này, trên các cái khung đô thị dài hạn nó đang thể hiện cái sự mất cân bằng ha. Mất cân bằng khi mà tuần 3 tuần nữa vào đầu tháng 10 cổ phiếu nó sẽ đi vào cái vùng khách sạn hút giá trên cùng tuần, cũng như là sáng tháng 10 thì có thể là sẽ có những cái biến động trên cả khung tháng nữa. Thế nên là mọi người đặc biệt chú ý. Trước mắt làm cái view cho cả nhà, chúng ta đánh một cái nhịp khoảng 1 tháng tới, kỳ vọng lợi nhuận là từ 10 cho đến 15%. Đối với những mã mảnh thì có thể là 20%. Đó. Và có một cái sự tích cực thì đó chính là dòng tiền đã bắt đầu tham gia, dòng tiền cơ bản. Dòng tiền này là tối thiểu là phải đánh khoảng 3 tuần cho đến 1 tháng quý chị, dòng tiền màu xanh này. Còn dòng tiền đầu cơ này là chỉ đánh trong phiên thôi, đánh T cộng rồi, hàng về là bán quý chị nhá. Thì cổ phiếu nào mà cái dòng tiền đỏ này nó nhiều thì chúng ta phải cân nhắc về cái việc là đánh dài hạn nhá. Còn nếu mà dòng tiền xanh này nó đang được đẩy lên như thế này thì quý chị có thể cân nhắc là đánh một nhịp ngắn hạn khoảng 3 tuần, 1 tháng, thậm chí là 2 tháng cũng được nhá. Về cái mặt tâm lý của FTS thì mọi người thấy đấy nhá, nó đi ngang 3 tuần nhưng mà tâm lý về tiêu cực thì bật ngay quý chị nhá. Bật ngay theo đúng Ichimoku thôi quý chị nhá. Bật ngay. Thì quý chị nào mà theo dõi livestream của Bún thì chắc chắn là chúng ta bắt được con FTS lên vào thứ tư tuần trước rồi nhá. Thứ tư tuần này chứ. Em có khuyến nghị mọi người mua 3 mã chính: FTS, MBS và BVS, thêm cả con CTS nữa. Em báo mọi người trực tiếp trên livestream buổi chiều hàng ngày. Và em vẫn nhớ là chiều ngày thứ ba em bắt đầu nhắn cho cả nhà. Chiều ngày thứ ba mặc dù là một cái phiên mà nó khá là chưa giảm tới nhá, thế nhưng
cô Mỹ em vẫn cho các nhà đầu tư của mình bắt đáy một cổ phiếu, đó chính là cổ phiếu MBS, và cũng được giá gần như là thấp nhất rồi. Giá em cho nhà đầu tư mua là 26, quý anh chị. Giá 26 thì là khớp được ngay. Và sáng ngày hôm sau quý anh chị nào mà chưa mua được thì vẫn tiếp tục khớp được. Và giá 26 vào ngày hôm sau quý anh chị khi mà thị trường nhúng. Thì có nghĩa là em cho mọi người mua ở một cái vùng giá rất là đẹp quý anh chị. Đó là chính là cổ phiếu MBS nhá. Thì đối với cổ phiếu MBS này thì em vẫn duy trì cái quan điểm thôi. Lên đến đỉnh cũ là chúng ta hạ thị trọng. Mọi người thấy nhá, cổ phiếu vẫn đang ở cái vùng tâm lý rất thở hại và nhà đầu tư đang rất phết. Có nghĩa là nếu đang cầm cổ phiếu này hay kể cả có mua thì cái tâm lý nhà đầu tư đều là không ổn định và có thể bán giá bất cứ lúc nào nhá. Thế nên là mọi người phải đặc biệt lưu ý đánh khoảng một tuần thì được. Vì cổ phiếu MBS nó cũng sẽ mở khách sạn vào khoảng tuần thứ hai của tháng 10 thôi. Nó sẽ cùng thảm mình với những con như con FTS. Và với MBS thì điểm mua trong tuần của chúng ta nó sẽ là ở đâu? Thì cái điểm mua này thì quý anh chị phải lưu ý là chính là chúng ta không FOMO mua đuổi khi nó kéo lên giá 28. Và nếu như trong tuần sau nó có tích lũy, quý anh chị có tích lũy nha, có tích lũy quanh giá khoảng 27, thậm chí là nếu được thì có giá 26.8 là em mong muốn nhất quý anh chị nha. Nếu như nó có nhúng những cái cây về 26.8, và đối với mã cổ phiếu này thì em khuyến nghị quý anh chị luôn là chúng ta nên đặt lệnh trước. Có nghĩa là quý anh chị cứ đặt lệnh mua khoảng 26.5 đi, đặt lệnh 26.5 từ tối hôm trước. Và nếu như may mắn sáng ngày hôm sau mà nó có quyết lệnh thì quý chị có thể sẽ là người may mắn mà mua được cổ phiếu. Nó có thể là vài trăm hoặc một vài nghìn thì nó cũng là một cái tích cực rồi nhá. Nên đặt lệnh trước. Rồi, còn trong phiên thì nếu có ra 26.5 thì quý chị có thể mạnh dạn tham gia mua nhá. Đó là cổ phiếu MBS. Nãy cổ phiếu FTS thì em có nhắc rồi đúng không? Quý chị có thể là canh mua cho em bull ở cái vùng giá là đâu đó khoảng 42.x nhá, có giá 42.x thì cả nhà tham gia. Thậm chí quý anh chị tham gia ở giá 43 cũng được nhá. Em thì thực ra là em cho nhà đầu tư của mình mua ở giá 42.6 cơ. Mua giá 42.6 quý anh chị. Chứ cũng không phải là mua quá thấp ha, mua 42.6. Thế nhưng mà đối với FTS thì em kỳ vọng là cái lợi nhuận của nó cũng khá ổn nhá. Cái này thì em khuyến nghị chúng thôi trên livestream. Còn nhà đầu tư của em thì em khuyến nghị riêng con MBS quý anh chị. Còn FTS, CTS và BVS em đưa ra cho nhà đầu tư để tham khảo. Đó. Thì thực ra là cái lệnh thì em đã có rồi. Đó, quý chị nếu mà tham gia cái Zoom Zalo em đặt ở bên tay trái này. Đó. Là quý chị đã có lệnh vào ngày hôm thứ tư rồi. Ngày hôm thứ ba và thứ tư em đều có gửi cho mọi người làm để mọi người tham gia. Nhá. Đó, bằng chứng. Và cái việc mà mọi người tham gia cái Zoom này là hiện tại em vẫn đang hỗ trợ. Là em sẽ gửi cho mọi người nhá. Vẫn sẽ gửi cho mọi người những cái lệnh mà em khuyến nghị ở trong đây ha, chứ không phải là hạn chế gì mà bảo là dùng cộng đồng mà em không hỗ trợ nhà đầu tư. Đó. Thì đây, chia sẻ cho quý anh chị luôn nhé. Đây. Sao nó không có nhỉ? Mọi người thấy đúng không? Đây, hôm nay là ngày 10 tháng 9 này nhá. Em còn nhắn cho cả nhà là phiên chiều hôm nay rất quan trọng. Cả nhà nhớ theo dõi quan sát. Hiện tại các nhóm đầu cơ như chứng khoán, bất động sản tiếp áp lực giảm đáng lớn. Và theo dõi là nếu có nhịp giảm mạnh về quanh 1256, 1258 có thể bắt được nha mọi người. Tranh thủ thăm dò thêm. Lúc này là giá chưa về đến nhá quý anh chị. Lúc này là giá hoàn toàn ở trên cao. Nhưng em báo nó về đến điểm này. Nhưng mà cái điểm mua của em thì mọi người xem này. Đây toàn là những điểm mua thấp nhất thôi. Tất cả các cổ phiếu, ba cổ phiếu này. Khi nó về đấy là nó dừng rồi. Không giảm thêm nữa. Quý anh chị. Đất xanh thì sáng ngày 11 mới khớp. MBS thì khớp ngay. Phát đạt thì cũng sáng ngày 11 mới khớp quý anh chị. Tài khớp luôn thì khớp được giá 20.8. Nhá. Thì đấy chính là những cái giá thấp nhất rồi. Lệnh này quý anh chị mà thực ra quý anh chị thấy là có những quý anh chị còn sở ăn bô. Em còn phải gửi cho quý anh chị một cái hỗ trợ luôn. Nhá. Theo ý chí hỗ trợ quá cứng, anh chị yên tâm nhé. Đó, mua thoải mái quý anh chị. Đó. Thì đấy chính là cái hỗ trợ thì em trong nhà đầu trong phiên ngày hôm ấy luôn. Thì nếu quý anh chị tham gia thì coi như đến ngày hôm nay nhá. Các mã cổ phiếu này đều có lợi nhuận từ 4-5% cho quý anh chị rồi. Hả? Đó. Thì trong tuần tới này em vẫn sẽ tiếp tục canh khuyến nghị các cái mã cổ phiếu tốt cũng như là các mã cổ phiếu tiềm năng
Và nếu mọi người chưa tham gia thì cái mã Zalo ngay trên ngón tay của em đây nhé. Tham gia vào để em có thể là hỗ trợ cả nhà, cũng như là làm sao để chúng ta có được những cái sự đồng hành với nhau trong tuần tới mọi người nhé. Rồi thì tiếp tục với cổ phiếu FTS thì em nghĩ là quanh vùng giá 43 cả nhà có thể nhận được nhé. BVS thì sao? BVS thì cá nhân em cũng khuyến nghị một số quý anh chị có nhắn tin riêng là em khuyến nghị mọi người là mua giá 38.x quý anh chị, là giá cụ thể hơn là giá 38.6, 38.7 thì nó cũng không được giá thấp nhất, vì nó hôm sáu nó còn giảm về giá khoảng 37.5. Thế nhưng mà đến bây giờ hiện tại lợi nhuận của chúng ta vẫn đáng được khoảng 3% quý anh chị nhá, vẫn đáng được khoảng 3% thì nó vẫn là rất ổn quý anh chị nhá. Và như con BVS này như thì trong cái video sáng nay em có phân tích qua về cái mặt tâm lý cũng như là MCDX thì mọi người thấy rõ đúng không, dòng tiền đang quay trở lại và tâm lý nhà đầu tư đang ở cái mức là thoải mái. Có nghĩa là gì? Khi quý anh chị tham gia vào cổ phiếu BVS này, một cái cổ phiếu tích lũy quanh giao găm, thì nó hoàn toàn là thoải mái quý anh chị. Là sao? Thoải mái ở cái điểm là nó tăng cũng không ai bán mà nó giảm cũng không ai bán quý anh chị. Có nghĩa là nó giảm nó sẽ không giảm sâu và có lực cầu đỡ ngay, còn nó tăng thì nó sẽ tăng mãi, nó tăng liên tục mạnh đều hơn khi mà không có áp lực bán ra quý anh chị. Chính thể hiện ngay ở cái tâm lý là thoải mái của nhà đầu tư cũng như là cái trạng thái là trung tính. Khi nào cái tâm lý này lên mức đỏ và cái trạng thái này lên mức tham lam tốc độ thì lúc đó mới cân nhắc cho cả nhà bán ra nhá. Đó thì đối với BVS quý anh chị nào chưa có hàng vẫn mua được nhá, quanh cái giá khoảng 38.55 cho đến giá 39, thậm chí giá 39.9 này 39.8 quý anh chị vẫn có thể mua thêm được nhá. Tối đa thì em nghĩ là mọi người nên chờ mua giá 39.5 là hợp lý nhá, chờ mua giá 39.5 là hợp lý. Còn nếu mà quý anh chị có thể chờ được thì có thể là nếu như có giá 39 hoặc giá 38.5 như em Bùn có khuyến nghị mua từ tuần trước thì là đẹp nhất nhá, nếu nó có về. Và tốt nhất quý anh chị nên đặt lệnh trước đi, mã này nhiều khi nó quyết lệnh hoặc là nó có cái biến động mạnh trong phiên, còn ở đó chốt lời ấy thì quý anh chị còn bắt được hàng nhá. Giải lệnh giá chia, giải lệnh giá mua, em nghĩ là với những nhóm này thì mọi người cứ canh giải ngân ra mua dần thôi nhá. Đánh ngắn hạn mà quý anh chị lưu ý nhá, nhóm chứng khoán nhìn chung là chúng ta sẽ đánh một cái nhịp, thực ra là bảo ngắn thì cũng không ngắn đâu, nó sẽ rơi vào khoảng một tháng quý anh chị nhá, khoảng một tháng cho đến 2 tháng. Quý anh chị nào đánh nhanh thì có thể là 3 tuần thôi. Đó thì tùy mã cổ phiếu nằm trong cái khoảng đấy quý anh chị, từ 3 đến 5 tuần mọi người lưu ý nhá. Vì còn BVS này thì sau 3 tuần nữa nó cũng mở khách sạn, nó cũng mở khách sạn chỉ cùng tuần thì nó cũng giống khoảng FTS và còn MBS kia thôi, thì nó đều sẽ có những áp lực điều chỉnh nên là cả nhà mình cần cân nhắc nhá. Thực ra thì em nghĩ là một tuần của con BVS nó tăng mạnh lắm quý anh chị, vì là BVS nó tăng một cây là 9% cơ quý anh chị nhá, một cây tối đa của nó là 10%, nên là nếu như nó có tăng thì hoàn toàn là em kỳ vọng là có quay lại vùng giá là 46 cho đến 47 nhá. Thì như cái kỳ vọng lúc sáng của em đã lợi nhuận của chúng ta sẽ kỳ vọng là khoảng 15 cho đến 20%. Vậy nên là cả nhà nên lưu ý cái điều này nhá. Cả ba mã cổ phiếu em đều view cho mọi người là những cái điểm mua rất đẹp đâu. Đó, có thể là chúng ta không được mua sớm như đội ngũ của em Bull trong tuần trước, nhưng ít ra là chúng ta vẫn mua được và cái kỳ vọng lợi nhuận của chúng ta vẫn có thể đạt được là 10% mọi người nhá. Cả ba mã cổ phiếu này thì cả nhà lưu ý. Ngoài ra thì còn một con cổ phiếu mạnh nhất nhóm ngành, đó là con HCM, khi mà nó còn vượt đỉnh và tích lũy quanh đỉnh thì đây là một cái trạng thái em cho thấy rất là khỏe nhé, trạng thái rất là khỏe, tích lũy quanh đỉnh, tâm lý nhà đầu tư thì đang thoải mái và cái trạng thái tham lam thì đang ở mức trung tính. Chưa có vấn đề gì, khách sạn thì cũng chưa mở ra, khách sạn trên cùng tuần và cùng tháng vẫn chưa mở và đến tận cuối tháng 10 mới mở cơ, thì em vẫn kỳ vọng vào một cái nhịp chảy của con HCM này. Và nếu như nó có vượt lên trên cái vùng giá khoảng 29.9 thì đây là một cái trạng thái cực kỳ khỏe cho HCM trên khung tuần quý anh chị. Đó chính là hợp bích phi tiền trên khung tuần nhá. Và nếu như nó có tăng vào cái ngày hôm 18 tháng 9 thì lại là một cái trạng thái hợp bích phi tiền trên đa khung luôn nhá. Chiến lược hợp bích phi tiền trên đa khung thì đây là cổ phiếu cực kỳ tốt cho nhà đầu tư tham gia. Thế nhưng mà tất nhiên mọi người nên nhớ tham gia con HCM thì quý anh chị phải có một cái đồ chịu đựng rủi ro. Vì sao? Vì nó đang là cổ phiếu ở trên đỉnh. Quý anh chị tất nhiên là khi mua những con ở giá cao rồi thì ai cũng thế thôi, tâm lý chúng ta ai cũng sợ là bị lái úp bố vào mình. Thế nhưng mà quý anh chị nhìn rằng cái tâm lý nhà đầu tư đang rất là thoải mái, có nghĩa là gì? Hoàn toàn không có vấn đề gì cần phải lo lắng cả và cái mức độ tham lam thì cũng đang đi xuống dưới rồi. Thế nên là quý anh chị yên tâm nhá. Nếu quý anh chị mà có muốn mua con HCM thì em khuyến nghị riêng thôi, con này thì quý anh chị phải tuân thủ cắt lỗ. Nếu như con HCM mà thủng mất giá 28.3 thì cắt ngay xem, không cần nói nhiều vì nó ở trên đỉnh, khi mà nó sập xuống là rất là nguy hiểm nhá. Đó,
Còn nếu như nó không thủng, quý anh chị cứ gồng thoải mái. Nếu như mua được ở giá 28 thì tốt, còn mua được không thì cứ mua 28.x thôi, chờ nó vượt đỉnh nhá. Vượt đỉnh này thì em nghĩ là nó có thể quay lại cái vùng giá 35, thậm chí là hơn. Thế nên là mọi người chú ý nhá. Con này nếu mà vượt đỉnh thì nó có thể đi lên cao lắm. Nói chung là nếu mà vượt đỉnh thì quý anh chị cứ nồng cái chặn lãi dần theo những cái khuyến nghị của em Bull trong các cái phiên livestream cũng như các cái video hàng ngày nhá. Thì đó là về ở nhóm chứng khoán và cũng như là một cái nhóm anh mà có thể là quý anh chị có thể là cân nhắc mua trong tuần tới nhá. Đó. Thì chắc là video của em đến đây là cũng sẽ xin kết thúc. Và nếu như quý anh chị nào còn bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến ba mã cổ phiếu trên hoặc bất kỳ mã cổ phiếu nào trên thị trường chứng khoán, cả nhà liên hệ ngay cho em Bull qua số điện thoại là 0888 381802 để em có thể hỗ trợ cả nhà cũng như là có thể là tư vấn cho mọi người những cái danh mục cổ phiếu nó tốt nhất để chúng ta có thể tham gia đầu tư mọi người nhé. Rồi, số điện thoại của em Bull là 0888 381802, ID SSI của em Bull là I610025. Rất mong cả nhà ủng hộ em Bull bằng cách là mở cho em Bull một cái tài khoản, mở giúp em Bull một cái tài khoản tại công ty chứng khoán SSI với cái ID là I610025. Và khi nhà đầu tư mở tài khoản thì em sẽ hỗ trợ mọi người cài công cụ AMB Broker để chúng ta có thể theo dõi thị trường, cùng với đó là bộ code ICHI và các cái chỉ báo mà em Bull đang sử dụng và hướng dẫn mọi người cách sử dụng luôn. Làm sao đấy để cung cấp cho quý anh chị cái kiến thức để cá nhân quý anh chị cũng có thể là lựa chọn được những cổ phiếu tốt và cổ phiếu mạnh trong các cái chu kỳ của thị trường nhé. Và nếu như quý anh chị mà cảm thấy là cần để theo dõi thêm cái cách đầu tư là cách tư vấn của em Bull thì cả nhà cứ quét trực tiếp vào mã Zalo đây nhé, tham gia vào dùng cộng đồng để em Bull có thể là hỗ trợ cũng như là chia sẻ cho cả nhà đó. Thì khi nào mọi người thấy hợp rồi thì đó mọi người về với đổ của em Bull, lúc đó cũng chưa muộn nhé. Và nên nhớ này, hiện tại là khi quý anh chị trở thành khách hàng thì quý anh chị sẽ nhận được ưu đãi đó, nhưng là sử dụng gói VIP 2 của app chứng khoán ITB một cách là miễn phí nếu như quý anh chị có cái số nạp giao dịch tại tài khoản chứng khoán SSI ID là I610025 với cái số nạp tối thiểu là 50 triệu là chúng ta sẽ được miễn phí sử dụng app nhé. Số nạp tối thiểu 50 triệu là được miễn phí rồi quý anh chị, rất là hiểu, rất là đơn giản đúng không? Và đặc biệt trong cái chu kỳ bắt đáy này thì quý anh chị nên có app nhá. Nó sẽ lọc cho họ, sẽ lọc cho quý anh chị vì là lệnh là lệnh của robot, nhưng sẽ có một đội ngũ trader hùng hậu lên đến 10-20 người để có thể là ngồi lọc các cái lệnh cho quý anh chị và khuyến nghị cho mọi người có điểm mua, điểm bán, điểm chốt lời, cắt lỗ, điểm rời lỗ, bán 1/2, tất cả đều rõ ràng và thông báo minh bạch đến nhà đầu tư. Vậy nên là quý anh chị rất mong là quý anh chị có thể ủng hộ anh em ITB bằng cách là mở một tài khoản, sau đó là sử dụng app mọi người nhá. Nếu có như có bất kỳ thắc mắc nào, cả nhà cứ liên hệ cho em, số điện thoại em để trên màn hình rồi. Và sẽ chúc mọi người có một cuối tuần thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Hẹn gặp lại cả nhà trong tất cả các video cũng như là trong live stream buổi tối ngày hôm nay vào lúc 8:30 của em Bull mọi người nhá. Xin chào cả nhà.